Vừa qua, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức bế mạc và trao giải hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 với chủ đề Về với Điện Biên. Hội thi diễn ra từ ngày 26 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 với sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện thi diễn tại 32 điểm thuộc 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Kết thúc hội thi, đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Giang đoạt một huy chương vàng với tiết mục Pao ơi bay lên, hai huy chương bạc cho các tiết mục Múa trống dao về Điện Biên và Bình minh trong hồn đá. Theo đánh giá của ban tổ chức, 37 đội tuyên truyền lưu động đã mang bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương đến với nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Đây cũng là dịp để các tuyên truyền viên của 37 tỉnh, thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nâng cao trình độ, kỹ năng và phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại cơ sở. Qua đó, làm nổi bật tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.